Chào các em. Sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 3 trong sách giáo khoa Sinh học 8 trang 53 đi bài như sau. Em hãy nêu một vài cơ quan, bộ phận của cơ thể và cho biết sự luân chuyển máu huyết nơi đó yêu bộ phận nào. Như vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy xem lại phần lý thuyết 2 la mã lưu thông mạch huyết có trong sách giáo khoa trang 52 và kết hợp với kiến thức của bản thân để trả lời câu hỏi. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi vào lời giải chi tiết. Như các em đã biết, thì sự luân chuyển của bạch huyết trong mối phân hệ theo sơ đồ từ mang bạch bạch huyết đến mạch bạch huyết, đến hạch bạch huyết, đổ vào mạch bạch huyết, đến ống bạch huyết và cuối cùng đổ vào tĩnh mạch. Một số cơ quan bộ phận của cơ thể như là gan, tim, phổi thì có sự luân chuyển của hệ bạch huyết. Và bạch huyết lưu thông trong các cơ quan này là nhờ hệ thống mạch bạch huyết và mạch máu. Như vậy cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 3 trong sách giáo khoa Sinh học 8 trang 53.